Accent, một dòng xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan cỡ B, phải nói cực hot được các anh chị và các bạn nhà mình tìm kiếm rất là nhiều luôn. Vì dòng xe này các anh chị giá mềm, form dáng đẹp, lại được trang bị rất nhiều option nha. Và có những cái tính năng tiền rất thích ở xe này, đó chính là đề nổ từ xa các anh chị nè. Thì bên cạnh Tuyền đây là Hyundai Accent phiên bản đặc biệt nha, bản cao cấp nhất nè, đời 2022, đăng ký lần đầu tháng 9 năm 2022 và một chủ sử dụng từ đầu tới nay, mới lướt nhẹ có 14.000 km thôi các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 469 triệu, màu đỏ cực kỳ đẹp luôn, anh chị nào mình mạng hỏa thì không thể bỏ lỡ em này nhé. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái em này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe các anh chị. Nước sơn còn rất là đẹp các anh chị, không có bị trầy xước gì hết ha. Trên 95% xương zin trên 95% nha. Đi có 14.000 km thôi, không có gì để bàn hết các anh chị. Đấy, và em này Tuyền còn hỗ trợ trả góp lên đến 70% luôn. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như là trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tuyền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Rồi, em này biển 60 Đồng Nai, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nhé. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nha các anh chị. Em này nắp capo không có trầy xước các anh chị ha. Đèn ở đây là đèn bi, có dải đèn led ban ngày các anh chị. Mặt ga lăng và nó rất là sang và rất là trẻ trung các anh chị nha. Đây, mỗi nối cản còn rất là đẹp nè, liền khích nhau. Lớp độ gai gió cực kỳ sâu nha, đúng chuẩn đi 14.000 ha. Mâm này các anh chị không có trầy xước gì hết, mâm bản đặc biệt, sẽ đẹp như thế này các anh chị ha. Đây, vỏ zin theo xe, lớp dự phòng là chưa sử dụng luôn các anh chị nhé. Đăng kiểm còn tới 2025, đường bộ thì hết hạn rồi các anh chị. Dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa mạnh rồi, có nút mở cửa một chạm nhé. Bên hông xe thì không có bị trầy xước, móp méo gì hết nè. Tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra thì luôn cam kết với các anh chị nhà mình. Xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số. Bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa nhé. Còn trường hợp những chiếc xe đời cao như thế này nếu còn bảo hành chính hãng, mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị. Rồi, đèn hậu phía sau là các anh chị còn trong đẹp, không có bể móp, ố mờ gì hết nha. Có cam lùi, cảm biến lùi nè các anh chị. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền ha, sáng đẹp, không vấn đề gì hết các anh chị. Cốp cực kỳ sạch luôn các anh chị nha. Ở đây những cái siêu ni lông nè, từ nhà máy còn chưa gỡ nữa nè các anh chị. Lớp dự phòng chưa sử dụng, còn cái đường viền sơn luôn. Con đội tay quay còn đầy đủ ha, nhựa lấy đồ ra vào rất là đẹp luôn. Máy em này 1.4 nha các anh chị, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình tầm khoảng 5 lít rưỡi thôi các anh chị, 5 lít rưỡi 6 lít thôi ha. Ghế da tông màu kem và tông màu đen, chất da còn rất là căng, rất là đẹp luôn á. Sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời các anh chị nhé. Rồi, em này có cân bằng điện tử nè, vô lăng bọc da các anh chị rất là mới ha. Nhìn cái vô lăng này các anh chị không có bị hao mòn hay là trầy xước gì hết, vân còn rất nhám nha. Nhìn những chi tiết nhỏ như thế này để mình đánh giá xe có đi đúng chuẩn auto hay là không nhé. Logo đẹp các anh chị ha, có đàm thoại rảnh tay, có ruồi control nè. Đi chuẩn là 14.922 km nha, táp lô không có trầy xước gì hết nè các anh chị. Màn hình zin theo xe, dàn lạnh tự động nha. Cần số nè các anh chị, thắng tay còn mới ha. Đấy, nếu mà các anh chị muốn đề nổ từ xa thì các anh chị sẽ ấn cái nút lóc cửa này nè hai lần các anh chị ha. Rồi mình ấn vào cái nút horn này, mình giữ nguyên 3 giây là sẽ đề nổ từ xa được các anh chị nhé. Rồi, bây giờ mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem. Đấy, cửa sổ trời một chạm còn hoạt động rất là tốt, rất là mượt mà nhé. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nhé. Xe này mới lắm, không có gì để bàn về chất xe hết. Anh chị mình ở tỉnh xa, nếu mà thích chiếc này mình chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì nên xem hết video của Tuyền ngày hôm nay. Chuyển khoản đặt cọc trước giúp bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu. Mình giữ xe lại đi, rồi mình hẹn nay mai mình lên mình xem xe, để tránh những cái trường hợp các anh chị ở tỉnh xa lên mình không có cọc trước á, thì bên Tuyền đã bán mất rồi thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà luôn. Anh chị em mình yên tâm nha. Rồi, ốc của nắp capo, keo chỉ capo khung sườn, máy móc nguyên zin. Đó. Ốc máy này các anh chị sơn phết đầy đủ các anh chị ha, tem mát từ nhà máy vẫn còn. Mới ken. Đấy, đi 14.000 km thôi. Rồi. Các anh chị biết sao không? Xe cũ mỗi loại chỉ có một xe mình ưng mình chốt
liền các anh chị. Chứ còn mà chần chừ suy nghĩ thêm 1-2 hôm hoặc 1-2 tiếng đồng hồ với những chiếc xe hot như thế này thì nhiều khi đến khi mình quyết định mình quay lại mình mua chiếc xe đó thì bên Tuyền đã bán mất rồi, thì lại rất là tiếc các anh chị ha. Mình phải chờ những chiếc xe sau về, và những chiếc xe đẹp, xe đi lướt như thế này thì sẽ rất là lâu ha. Rồi tiện nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị. Hyundai Accent phiên bản đặc biệt nha, bản cao cấp nhất đời 2022. Một chủ sử dụng từ đầu tới nay đi 14.000. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 469 triệu các anh chị ha. Và giá này Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Nói về phân khúc sedan hạng B thì hiện tại Tuyền đang còn một chiếc Honda City phiên bản RS đời 2022 màu xanh đen rất là đẹp luôn. Đi 39.000, giá của em đó là 519 triệu các anh chị ha. Có cả Toyota Vios phiên bản 1.5G số tự động đời 2022 đi 60.000, giá của xe đó là 469 triệu ha. Nhà mình có quan tâm tới hai chiếc xe còn lại thì alo tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết và video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem. Rồi đừng quên bấm vào theo dõi kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.